Con xin bà tìm cách giúp cho con rả đi bà. Nó có thai nữa rồi bà ơi. Có từ lúc nào? Dạ, 3 tháng rồi bà. Ông bắt nó uống thuốc. Con e rằng nó chịu không nổi đâu bà. Sao lại để trễ như vậy chứ? Huệ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu việc này tới tay ông mà. Giữ lại con Hân đã là một chuyện hy hữu trong cái nhà này rồi. Lần này ta e là... Bà, con xin bà thương, bà giúp cho nó đi. Nó đâu muốn như vậy đâu. Chỉ vì... Huệ đừng nói nữa. Chuyện đó ta sao không biết được. Nhưng sao chuyện lần trước ông đã không còn nghe lời ta nữa? Bà, con dập đầu lại bà mà. Huệ, bà, sức khỏe con rạ bây giờ rất là yếu. Ông mà bắt nó uống thuốc, con sợ nó chết mất đó bà. Bà, con lại bà mà. Bà hãy đi chùa làm phước, cứu một mạng người, như là xây 7 tháp phù độ. Muốn chi lần này là 2 mạng người. Con xin bà hãy tìm cách giúp cho con rạ đi bà. Bà ơi, ta chỉ là cái bóng bên chồng. Thật tình ta không làm được gì cả Huệ à. Hằng ngày ta đi chùa lễ Phật, gõ mõ tụng kinh, cũng chỉ muốn hóa giải như quan cụ và tích phúc cho con cái. Trong nhà này ta cũng chỉ là người ngoài cuộc chứ không là gì hơn. Nhưng mà ở trong nhà này á, bà mà không giúp nó thì ai giúp được nó bây giờ? Mọi sự đã được an bài, ta chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi. Còn ra đâu hả?